có thể là tuần sau mình start lớp học đấy, ok? At 4 p.m. Ừ đúng rồi. Ok, như vậy là chẳng hạn như là Liên hay là chị Yên, whatever, tuần sau đúng ngày hôm nay 4 giờ quý sẽ có mặt ở đây để quý chị chờ các anh chị. Và nếu như anh chị có bạn bè anh em gì đó thì kéo đến. Tại vì thực sự là Quỳnh Hương offer mình một cái sàn phí. Rồi quý cũng bỏ ít thời giờ đi để chị anh chị, ok? Dạ, miễn phí luôn. Quý sẽ chỉ cho anh chị là tất cả style, AB style, like Vietnamese style, European style, Chinese style, Vietnamese style, whatever. Light dance and international, ok? Và trước khi cũng xin gửi đến anh chị một tác phẩm. Đây là cái bài qua thể điệu cha cha, bài này quý viết nhé. Tặng anh chị tối hôm nay. Ví dụ như anh chị có quên cái điều gì đó, chẳng hạn như mình cũng giọng nói là mình dạy nhưng mà quý sẽ hướng dẫn. Chẳng hạn như là về Argentine tango, Vietnamese tango, international tango, whatever. Okay. But anyways, we will be the light dance too. Mời anh chị nghe thử ca khúc khi em đến. You are.